Mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời. Mình mới vừa về thêm nha các bạn. Đây là cái mẫu đèn năng lượng mặt trời loại siêu mặt trời các bạn. Cái đây là hình dạng bên ngoài của cái thùng các bạn. Khối lượng thùng này thì nó khoảng là 8 ký mấy các bạn, 8-12 ký nha. Đây là hình dạng bên ngoài của chiếc thùng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khui thùng để xem bên trong chiếc đèn này như thế nào các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn sử dụng như thế này các bạn. Đây là bên trong cái thùng của chiếc đèn mà mình mới vừa nhập về. Cái đây là đèn các bạn, đây là cái mẫu là đèn treo ngoài trời loại 500W luôn các bạn. Công suất này thì nó rất là sáng luôn, thích hợp treo ở ngoài thiết kế nó đẹp luôn các bạn. Ngoài ra thì trong cái thùng á thì nó sẽ có kèm theo mấy cái phụ kiện như là cái cần với khoan để treo đèn vào tường nè, cái này để bắt cho cái tấm pin á, với cái tấm pin cao luôn cái này sẽ bắt vô cái cần đèn như thế nào để treo cái tấm pin ở phía trên. Ngoài ra thì ở trong thùng đèn nó sẽ còn thêm một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra nó có thêm cái remote này, một cái bật tưng tắt pin để bắt cho cái đèn. Ngoài ra thì phía dưới cái thùng á thì nó sẽ còn bắt một cái tấm pin năng lượng mặt trời đúng không các bạn. Cái đèn này bắt cũng đơn giản, mình có thể mua về nhà và tận dụng bắt được luôn nha các bạn. Thì ở cái đèn này á thì nó có cái điều khiển thì giống như những loại đèn khác thôi. Thì ở trên mặt trên của cái đèn nó sẽ có bốn phím thôi nha các bạn. Thì nó điều khiển qua hộp ngoại thôi. Còn ở trên đó thì nó phím màu trắng đây là nó phím on off, dùng để bật tắt cái đèn năng lượng mặt trời. Ngoài ra phím màu đỏ này cái chức năng á nó auto, có nghĩa là tối thì đèn tự động sáng mà sáng thì đèn tự động tắt và nó sạc nha các bạn. Ngoài ra trên đây nó sẽ có hai phím hàng giờ, 3 giờ và 5 giờ á, thì thuận lợi tiện cho chúng ta có thể bật tắt đèn ở hẹn giờ trước, có nghĩa là đèn sẽ sáng 3 tiếng hoặc 5 tiếng sau đó đèn sẽ tắt. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành review cái độ sáng của đèn này như thế nào các bạn. Mà mình quên nữa, ở trên đây đèn á thì nó sẽ có cái đèn báo pin, có nghĩa là trên đây nó sẽ có 5 đèn nè, tương ứng với 5 mức pin 2, 4, 6, 8, 10, có nghĩa là khi mà đứng đèn luôn á thì đèn pin đèn sẽ đầy là 100% pin. Ngoài ra ở dưới đây nó có một cái ô nhỏ nè, là đây là cái con cảm biến để thu hiện từ cái remote nha các bạn. Trên đây thì nó gồm rất là nhiều led nhỏ luôn các bạn. Ở cái đèn này á, thì chúng ta nếu mà sử dụng lâu ngày, chúng ta bắt trên cao á, chúng ta có thể vệ sinh cái mặt trâu của đèn á để giúp cho cái độ sáng của đèn vẫn giữ như lúc ban đầu các bạn. Cái đèn này thì nó độ sáng như thế nào thì bây giờ mình sẽ tiến hành test độ sáng cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình sẽ bật thử cái đèn này. Đèn này rất là sáng luôn các bạn. Thì sáng lên tới 1000 m² nha các bạn. Độ sáng rất là sáng luôn. Cái con led này sử dụng cái chip lượng tốt á, chứ độ sáng của led này nó rất là tốt luôn các bạn. Tắt đèn nè. Ok nè. Rất là sáng luôn các bạn. Video của mình giới thiệu về chiếc đèn năng lượng mặt trời 500W cái loại treo ngoài trời đó. Đến đây là kết thúc. Các bạn nếu mà có bất kỳ thắc mắc về chiếc đèn này á thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip review sản phẩm tiếp theo.